Vanderbeck, thời của tôi tại MU sẽ đến. Tiền vệ Tân Minh Donny Vanderbeck cho biết, thời gian của anh tỏa sáng ở Manchester chắc chắn sẽ đến, dù cho tới lúc này cầu thủ người Hà Lan chưa được thi đấu nhiều tại câu lạc bộ mới. Nói về chuyện này, Vanderbeck cho hay, tôi nói điều này nghe có vẻ sáo rỗng, vì tất nhiên tôi sẽ thích được chơi bóng nhiều hơn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì được ở một trong đội bóng đẳng cấp như Manchester. Tôi đã được mọi người đón nhận và nhận được những sự giúp đỡ tuyệt vời. Tôi là một người kiên nhẫn, nhưng tất nhiên tôi vẫn muốn được ra sân càng nhiều càng tốt. Tôi cũng nghĩ trong những phút mà tôi đã chơi bóng, trong những lần tôi vào sân, tôi đã cho thấy rằng tôi có thể đóng góp không ít cho đội. Hiện tại vị trí tiền vệ trung tâm của Manchester đang có khá nhiều sự lựa chọn với Bruno Fernandes, Pogba, Fred, Nemanja Matic và Scott McTominay. Huấn luyện viên của YouTube Solskjaer đã ưa thích dùng bộ đôi tiền vệ Fred và McTominay đá sau Fernandes trong các trận đấu với Chelsea, Paris Saint-Germain và Newcastle United, còn Pogba và Van de Beek trên băng ghế dự bị trong trận thắng Everton tuần trước. Trong phút thi đấu hạn chế ở Premier League, Van de Beek có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 83,3%, tốt hơn Pogba và Fernandes. Ở Champions League qua 3 trận đấu, Van de Beek tự hào có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, cao hơn Matic 89,4%, Pogba 85,5%, Fred 84,1%, McTominay 83% và Fernandes 73,3%. Bên cạnh đó, Van de Beek cũng chia sẻ những gì mình từng trao đổi với ông thầy người Na Uy. Solskjaer đã nói gì với tôi ư? Ông ấy khuyên tôi tính kiên nhẫn, nhưng phải tiếp tục phát huy những gì tôi làm. Solskjaer cũng thấy tôi có tác động tốt khi vào sân. Thời của tôi chắc chắn sẽ đến, và khi những cơ hội đó đến, tôi phải tận dụng triệt để. Vào rạng sáng ngày hôm qua, ngày 12 tháng 11, Van de Beek đã tỏa sáng để giúp đội tuyển Hà Lan có được trận hòa một đều quý giá trước đội tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ hai liên tiếp Van de Beek nổ súng giúp Hà Lan tránh được thất bại. Lần trước là trận Orin hòa Italia một đều. Trước hai trận đấu gần nhất, cầu thủ sinh năm 1997 này chưa từng ghi bàn trong áo đội tuyển quốc gia. Khi cống hiến cho đội tuyển Hà Lan, chắc hẳn Van de Beek rất mong huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xem mình thi đấu. Lý do là bởi, tuy được MU mua từ Ajax trong phiên chợ hè vừa qua với mức giá lên đến 40 triệu bảng, Van de Beek lại chưa được chiến lược gia người Na Uy tin dùng. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Van de Beek nếu có được thi đấu thì anh cũng chỉ thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị. Ở trận MU thắng Everton 3-1 cuối tuần qua, cựu ngôi sao Ajax thậm chí không được sử dụng một phút nào. MU có thể ra sân với đội hình nào nếu Ronaldo quay lại? Theo những thông tin mới nhất, Madrid có thể tái hợp với tiền đạo Cristiano Ronaldo sau khi Juve có định bán anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Giờ đây, các cổ động viên của Madrid đang hy vọng người hùng một thời sẽ quay lại để giúp câu lạc bộ giải cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nhiều năm nay. Quỷ đỏ vẫn đang thiếu đi một ngôi sao đẳng cấp để làm thủ lĩnh dẫn dắt hàng công. Anthony Martial chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, trong khi Mark Rashford và Mason Greenwood đã phát triển mạnh ở các vị trí đá rộng. Edison Cavani được đưa về trong mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng khó có thể kỳ vọng nhiều vào anh. Dù sẽ 36 tuổi vào mùa giải 2021-2022, nhưng Ronaldo vẫn rất sung sức và đủ mang tới sự nguy hiểm cho các đối thủ tại Premier League. Anh có thể thi đấu ở vị trí đá cắm để tận dụng tốc độ, sức mạnh và khả năng thính nhạy trước khung thành và mang tới thành công cho Quỷ đỏ. Trong khi đó, Rashford và Greenwood sẽ thi đấu ở hai bên cánh để tạo thành tam tấu đáng kỳ vọng trên hàng tấn công. Tốc độ và sức trẻ của bộ đôi này đủ mang tới sự hỗ trợ cần thiết cho Ronaldo. Với sự xuất hiện của Ronaldo, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thể từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 hiện tại để chuyển sang sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công hơn. Pogba nhiều khả năng sẽ rời Manchester để sang Real trong năm 2021, nên Donny van de Beek sẽ là sự thay thế xứng đáng cho tiền vệ người Pháp. Anh sẽ hợp cùng với Scott McTominay và Bruno Fernandes để thành một hàng tiền vệ khá cân bằng. Ở hàng thủ, Manchester cần một trung vệ đẳng cấp mới bất chấp sự nổi lên của Arsène Wenger mùa này. Deos Upamecano là mục tiêu từ lâu của Manchester và Quỷ đỏ cần quyết liệt hơn trong mùa hè tới. Upamecano sẽ hợp cùng với Harry Maguire thành bộ đôi trung vệ lý tưởng. Trong khi đó, hai bên cánh sẽ là Aaron Wan-Bissaka và Alex Telles, những lựa chọn khả dĩ nhất. David De Gea có thể giữ vị trí của mình trong khung thành, với Dean Henderson sẵn sàng cạnh tranh từ băng ghế dự bị. Aubameyang giữ điểm ít hơn cả Maguire. Sau 8 vòng mở màn Premier League mùa này, Aubameyang mới chỉ thực hiện 10 cú dứt điểm. Con số này thậm chí còn khiêm tốn khi so với hai hậu vệ là Alexander-Arnold và Maguire. Ở Premier League hai mùa giải gần nhất, Pierre-Emerick Aubameyang luôn nằm trong top những chân sút ghi bàn nhiều nhất. Nhưng ở mùa giải này 2020-2021, tiền đạo của Arsenal mới chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 8 vòng đấu mở màn. Phong độ không tốt của chân sút người Auburn đã ảnh hưởng khá lớn tới hàng công của huấn luyện viên Arteta. Sau 8 vòng đấu, Arsenal mới chỉ ghi được 9 bàn thắng, trong đó có 3 bàn được pháo thủ ghi ở vòng mở màn gặp Fulham. Điều đó có nghĩa rằng ở 7 vòng đấu gần đây, đội bóng của Arteta chỉ 6 lần lập công.
phong độ sa sút của Aubameyang được xem là lý do quan trọng nhất khiến Arsenal không phát huy được sự hiệu quả trong tấn công. Thống kê chỉ ra rằng, tính tới thời điểm này của mùa giải, tiền đạo người Gabon mới chỉ thực hiện vỏn vẹn 10 cú dứt điểm, xếp thứ 51 ở giải đấu. Nếu so sánh, Aubameyang thậm chí còn dứt điểm ít hơn hai cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ là Alexander Arnold của Liverpool với 13 lần dứt điểm và Harry Maguire của Manchester 11 lần dứt điểm. Người dẫn đầu Premier League về số lần dứt điểm là Harry Kane với 38 lần, gấp gần 4 lần Aubameyang. Do dứt điểm quá ít nên việc Aubameyang chỉ ghi được 2 bàn thắng là điều dễ hiểu. Đây không hẳn là lỗi của tiền đạo người Gabon, bởi hệ thống huấn luyện viên Arteta đang vận hành dành sự ưu tiên cho hàng thủ. Trong hệ thống này, Aubameyang phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn và thường thi đấu xa khung thành của đối phương. Chưa kể ở thời điểm này, Arsenal đang rất thiếu một chuyên gia làm bóng trong đội hình. Aubameyang nhận được rất ít sự hỗ trợ nên không thể phát huy phẩm chất sân bàn của mình. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng để tạo ra sự khác biệt cho hàng công, huấn luyện viên Arteta phải thay đổi hệ thống trước khi nghĩ tới chuyện tăng cường chất sáng tạo cho hàng tiền vệ. Lên bàn mổ, trung vệ Liverpool nghỉ vô thời hạn. Theo xác nhận từ phía Liverpool, trung vệ Joe Gomez đã trải qua các phẫu thuật thành công nhưng chưa hẹn ngày trở lại. Sau khi trải qua mùa giải 2019-2020 gần như miễn nhiễm với những ca chấn thương nặng, Liverpool lại khốn đốn ở giai đoạn đầu mùa bóng mới. Virgil van Dijk, Fabinho rồi Trent Alexander-Arnold liên tục gặp hạn khiến hàng thủ của nhà đương kim vô địch Premier League thực sự toang. Joel Matip vừa tái xuất nhưng niềm vui ngắn chảnh tài gang. Đến lời trung vệ lành lặn hiếm hoi còn lại của Liverpool là Joe Gomez dính chấn thương nghiêm trọng. Ngôi sao 23 tuổi bị đau trong một buổi tập cùng các đồng đội ở tuyển Anh để chuẩn bị cho trận giao hữu với Cộng hòa Ireland. Ngay lập tức, Gomez được trả về câu lạc bộ để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương và lo ngại của Liverpool cũng như các cổ động viên đã trở thành hiện thực. Thông báo mới nhất từ bộ phận y tế The Kop cho biết, trung vệ này vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng đầu gối trái. Phía Liverpool chưa thể đưa ra thời gian chính xác mà Gomez cần để hồi phục, nhưng rầu rĩ thông báo tuyển thủ Anh nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ phần lớn mùa bóng 2020-2021. Thông thường với những chấn thương kiểu này, cầu thủ có thể nghỉ không dưới 5-6 tháng. Do vậy, đội chủ sở Anfield nên chuẩn bị cho việc mất người tới ít nhất tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trong thời gian tới, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải rất đau đầu với vị trí trung vệ bởi mặt là lựa chọn đáng tin cậy duy nhất, nhưng anh này cũng thường xuyên dính chấn thương. Nat Phillips có thể được tin dùng. Tuy vậy, cầu thủ 23 tuổi mới có kinh nghiệm là một lần ra sân ở Premier League, chưa kể còn không được đăng ký cho giai đoạn vòng bảng Champions League. Không loại trừ khả năng huấn luyện viên Klopp còn phải tính tới những phương án chữa cháy bất đắc dĩ, nhưng để tiền vệ thủ quân Jordan Henderson hoặc hậu vệ trái Andy Robertson quả lấp chỗ trống ở trung tâm hàng phòng ngự. Với tình hình này sẽ không có gì ngạc nhiên nếu lãnh đạo Liverpool tham gia phiên chợ tháng 1 nhằm chiêu mộ một trung vệ chất lượng. Chelsea sắp tưởng thưởng lớn cho Kurt Zouma. Chelsea đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với trung vệ Kurt Zouma, người đang chơi cực tốt từ đầu mùa giải năm nay. Sau những màn trình diễn ấn tượng trên mạng Everton, trung vệ Kurt Zouma đã được Chelsea gọi trở lại. Mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1994 chơi tròn vai. Tuy nhiên, giai đoạn đầu mùa giải năm nay, cầu thủ người Pháp thi đấu cực kỳ nổi bật. Ngôi sao 26 tuổi đang là lựa chọn hàng đầu của Raven Frank Lampard ở trung tâm hàng thủ. Anh cùng với Thiago Silva là bộ đôi trung vệ số 1 của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Kurt Zouma thi đấu chắc chắn, anh còn hỗ trợ tấn công cực tốt với 2 bàn thắng ở ngoại hạng Anh. Sức trẻ của Zouma và kinh nghiệm của Silva đang giúp hàng thủ của Chelsea duy trì sự chắc chắn rất lớn. Với những đóng góp của mình, trung vệ người Pháp sắp được tưởng thưởng lớn. Theo nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, Raven Frank Lampard đang thúc giục lãnh đạo Chelsea nỗ lực đàm phán nhằm cung cấp cho Kurt Zouma một bản hợp đồng mới. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng, giúp trung vệ người Pháp vững tin và ngày cống hiến hơn nữa cho đội chủ sân Stamford. Hợp đồng hiện tại của Zouma và Chelsea còn thời hạn đến hè 2022. The Blues dự định ký thêm 2 năm hợp đồng với cầu thủ này. Ở bản giao kèo, với mức lương thưởng của Zouma sẽ được cải thiện đáng kể. Nhiều khả năng trung vệ người Pháp sẽ đồng ý ký hợp đồng mới bởi anh tuyên bố hạnh phúc với cuộc sống ở đội bóng thành London. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.